Kim Vũ xin kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin. Dữ liệu hoàn vốn và giá vé của đường sắt cao tốc cho thấy bất khả thi. Ngày 9 tháng 10, VOA tiếng Việt cho hay, hai chuyên gia các con số về hoàn vốn, giá vé của dự án đường sắt cao tốc Việt Nam khó khả thi. Theo đó, chính phủ Việt Nam đang thúc đẩy để Quốc hội duyệt dự án đường sắt cao tốc Bắc Nam trị giá gần 70 tỷ đô la. Và đây là hình bài trên VOA. VOA cho biết, một số tờ báo Việt Nam đưa tin ngày 7 tháng 10 trích thông báo của Thường trực Chính phủ cho hay, Chính phủ dự kiến sẽ nộp tờ trình tới Quốc hội về dự án đường sắt cao tốc chậm nhất là vào ngày 20 tháng 10. Chính phủ xác định đây là công trình đặc biệt quan trọng đối với phát triển đất nước và đề nghị các bộ ngành quyết tâm cao, nỗ lực lớn, hành động quyết liệt để triển khai thực hiện. Theo VOA, trước đó báo chí dẫn thông tin từ Bộ Giao thông Vận tải mô tả rằng dự án đường sắt cao tốc chạy qua 23 ga ở 20 tỉnh, thành phố, có độ dài khoảng 1.541 km và tốc độ tàu chạy tối đa lên đến 350 km h với vốn đầu tư là 67,34 tỷ đô la. Một thứ trưởng của bộ này nói rằng, dự án sẽ được bố trí vốn trong khoảng 12 năm, mỗi năm bình quân khoảng 5,6 tỷ đô la, nằm trong khả năng đầu tư công của Việt Nam. VOA dẫn hai trang tin VN Economy và VOV Giao thông cho biết, Bộ Giao thông Vận tải công bố ngày 1 tháng 10. Theo đó, các tính toán cho thấy, thời gian hoàn vốn của dự án đường sắt cao tốc Bắc Nam là khoảng 17 năm, với nguồn thu từ quỹ đất khi phát triển các khu đô thị, khu thương mại, hứa hẹn đem lại hàng tỷ đô la, nhưng nguồn thu từ giá vé khó có thể bù đắp chi phí. Cũng bộ này công bố giá vé dự kiến của tuyến là 6,9 triệu đồng cho hạng nhất, 2,9 triệu đồng cho hạng 2 và 1,7 triệu đồng cho hạng 3. VOA dẫn nhận định của một chuyên gia cho rằng, về chiến lược kinh doanh, dường như Việt Nam tham khảo kinh nghiệm của Trung Quốc khi đặt ra giá vé tàu rẻ hơn vé máy bay để có tính cạnh tranh. Và đây là hình dự kiến về đường sắt tốc độ cao của Việt Nam trên trang Cà Chuyên gia này phân tích rằng các tuyến tàu của Trung Quốc đã được chính phủ trợ giá nhưng rốt cuộc sự trợ giá đó cũng không đủ và các hãng vận hành vẫn phải tăng giá vé hàng chục phần trăm sau một số năm với hệ quả là các tuyến tàu bị giảm tính cạnh tranh so với hàng không. VOA cũng cho biết việc nhiều tuyến đường sắt cao tốc của Trung Quốc phải tăng mạnh giá vé đã được nhiều báo đài quốc tế đưa tin trong những tháng gần đây. Theo đó, hãng vận hành đường sắt cao tốc Trung Quốc chịu gánh nặng nợ nần lên đến gần 860 tỷ đô la tính đến cuối năm 2023. Đây là điều mà Việt Nam sẽ phải đối mặt, vì chuyên gia dự báo và nói thêm rằng giá vé bằng 75% vé máy bay kết hợp với lượng hành khách liệu có đủ để trang trải các chi phí vận hành rất lớn và bắt buộc phải trả, sau đấy là các chi phí khấu trừ và lãi vay hay không. Dự án thế này, cho dù Việt Nam muốn tự lực, nhà nước vẫn phải phát hành trái phiếu hay vay các ngân hàng trong nước, tức là vẫn phải trả lãi vay, vị chuyên gia lưu ý. VOA cũng dẫn bình luận của tiến sĩ Nguyễn Trí Hiếu cho rằng dự báo sau 17 năm dự án sẽ hoàn vốn là rất lạc quan. Theo ông, tôi nghĩ nó kéo dài nhiều năm hơn, sẽ kéo dài rất lâu. Tôi nghĩ rằng có thể nhà nước phải chịu lỗ trong hàng chục năm. Xét đến thực trạng, hầu hết các đại dự án trước đây của Việt Nam đều bị chậm tiến độ đáng kể và đội vốn nghiêm trọng, vị chuyên gia cảnh báo. Tôi sợ rằng với cách thức quản lý của Việt Nam, chi phí đầu tư nhiều khả năng tăng lên 1,2 hoặc 1,5 lần, thậm chí còn cao hơn thành 90 đến 100 tỷ đô la. Vẫn theo VOA, hai chuyên gia trên cho rằng nhà nước và đặc biệt là người dân cần cân nhắc cả những yếu tố kể trên để xác định có sẵn sàng chấp nhận hay không việc chi số tiền khổng lồ từ ngân sách để trợ giá cho một dự án tốn kém và dài hạn như vậy. Quý vị và các bạn đang xem chương trình trực tiếp của Kim Vũ với bản tin dữ liệu hoàng vốn và giá vé của đường sắt cao tốc cho thấy bất khả thi. Xin mời quý vị và các bạn chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi trên YouTube và Facebook của Thời báo chấm đề để luôn được cập nhật bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Kim Vũ xin kính chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn trong chương trình lần tới. Kim Vũ xin kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin. Vị thế của Tô Lâm tiếp tục được khẳng định sau khi nâng cấp quan hệ Việt-Pháp ngày 8 tháng 10, BBC Tiếng Việt bình luận ông Tô Lâm kết thúc chuyến thăm Pháp, đối tác chiến lược toàn diện và gì nữa. Theo đó, nhân chuyến thăm chính thức của Tổng bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đến Pháp, việc Pháp đã nâng cấp quan hệ lên đối tác chiến lược toàn diện. Ông Tô Lâm đã kết thúc chuyến thăm chính thức tới Pháp vào tối ngày 7 tháng 10. BBC cho hay Pháp đã trở thành nước đầu tiên trong Liên minh châu Âu có cấp bậc quan hệ ngoại giao ở mức cao nhất trong thang bậc ngoại giao của Việt Nam. Và đây là hình bài trên BBC. BBC dẫn nhận định của một số nhà quan sát cho rằng việc Pháp nâng cấp quan hệ phần nào giúp Tô Lâm củng cố uy tín của mình ở trong nước và quốc tế, đồng thời giúp ông thể hiện rằng ông vẫn duy trì chính sách ngoại giao cây tre như người tiền nhiệm Nguyễn Phú Trọng. BBC nhận xét những chuyến công du nước ngoài của ông Tô Lâm, nhất là đến các cường quốc như Mỹ và Trung Quốc, được đánh giá là bài sát hạch bởi hồ sơ lãnh đạo của ông khá mỏng. Chỉ trong vòng 3 tháng sau khi ông được bầu làm chủ tịch nước thì ông đã tiếp tục lên làm tổng bí thư, nên có thể thấy ông ít kinh nghiệm trong ban giao quốc tế. BBC bình luận, ở cương vị lãnh đạo bộ công an, ông là tư lệnh cao nhất có thể ban lệnh xuống cho cấp dưới thực hiện. Còn ở vị trí lãnh đạo đảng và nhà nước, ông phải xử lý khôn khéo nhiều mối quan hệ, nhiều nhiệm vụ. Về đối nội, ông phải tạo dựng được sự đồng thuận trong đảng, tạo được lòng tin trong dân. Về đối ngoại, ông phải có khả năng xử lý các mối quan hệ quốc tế và giao thiệp với các cường quốc lớn, đặc biệt là Trung Quốc và Mỹ. Vì vậy, những chuyến công du nước ngoài vừa là phép thử về khả năng ngoại giao, vừa là cơ hội để ông củng cố quyền lực mềm. Và đây là hình ông Tô Lâm duyệt đội danh dự tại điện Elysee Paris. BBC dẫn nhận định của giáo sư Alexander Vung Vinh từ Hoa Kỳ cho rằng, cách ông Tô Lâm giao thiệp với hai siêu cường Trung Quốc và Mỹ sẽ giúp ông tạo ấn tượng lâu dài trên cương vị lãnh đạo quyền lực của mình. Theo một số chuyên gia, việc ông được Chủ tịch Tập Cận Bình đón tiếp long trọng với nghi thức cấp nhà nước ở Trung Quốc là một lá phiếu tín nhiệm mà ông Tập dành cho ông. Tại Mỹ, cuộc gặp với Tổng thống Joe Biden bên lề Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc giúp Việt Nam khẳng định đường lối đối ngoại nhất quán của mình và thể hiện việc Mỹ luôn coi trọng Việt Nam. BBC đánh giá việc nâng cấp quan hệ ngoại giao với Pháp, một nước lớn trong khối EU, vị thế và quyền lực mềm của ông Tô Lâm dường như tiếp tục được khẳng định. Theo BBC, tuyên bố chung Việt Pháp cho thấy những điểm quan trọng như tăng cường quan hệ đối tác kinh tế, cam kết tôn trọng thể chế chính trị của mỗi bên, nhấn mạnh tầm quan trọng của hợp tác an ninh và quốc phòng. BBC cho rằng, đối với Việt Nam, việc nâng cấp quan hệ với Pháp là củng cố chính sách ngoại giao đa phương. Đối với Pháp, việc này nhấn mạnh chiến lược Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương nhằm tìm cách tăng cường ảnh hưởng của Pháp trong khu vực và phục vụ cho lợi ích của Pháp, chẳng hạn tự do hàng hải. Và đây là hình Thứ trưởng Bộ Giáo dục Hoàng Minh Sơn và Bộ trưởng Giáo dục Annie ký thỏa thuận hợp tác với sự chứng kiến của hai nhà lãnh đạo Pháp-Việt. BBC cho biết về kinh tế, hai bên nhất trí tiếp tục thúc đẩy các khoản vay ưu đãi, vay ODA cho Việt Nam khuyến khích việc tiếp tục triển khai đầy đủ hiệu quả hiệp định thương mại tự do Việt Nam EU. BBC dẫn tin từ báo chí Việt Nam cho hay Tổng thống Macron khẳng định sẽ sớm đề nghị Quốc hội thông qua hiệp định bảo hộ đầu tư Việt Nam EU, cũng như đánh giá cao cam kết của Việt Nam trong thực hiện quan hệ đối tác chuyển đổi năng lượng công bằng Chespi và chuyển đổi xanh. Hai bên cũng đề cập đến vấn đề Biển Đông, tái khẳng định tầm quan trọng của việc đảm bảo hòa bình ổn định, an ninh, an toàn và tự do hàng hải, hàng không, giải quyết tranh chấp bằng biện pháp hòa bình, phù hợp luật pháp quốc tế, nhất là Công ước Liên Hiệp Quốc về luật biển năm 1982. BBC cũng cho biết, liên quan đến các vấn đề quốc tế, hai nhà lãnh đạo Pháp Việt đã nhấn mạnh tầm quan trọng của việc đạt được một nền hòa bình toàn diện, công bằng và bền vững tại Ukraine. BBC cho biết thêm, trước đó bên lề đại hội đồng Liên Hiệp Quốc, ông Tô Lâm đã gặp Tổng thống Ukraine Zelensky, đại sứ Ukraine tại Việt Nam German, nói với BBC rằng đây là một cọc mốc quan trọng và là cử chỉ thân thiện mà Ukraine vô cùng trân trọng. Quý vị và các bạn đang xem chương trình trực tiếp của Kim Vũ với bản tin. Vị thế của Tô Lâm tiếp tục được khẳng định sau khi nâng cấp quan hệ Việt-Pháp. Xin mời quý vị và các bạn chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi trên YouTube và Facebook của Thời báo chấm để luôn được cập nhật bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Kim Vũ xin kính chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn trong chương trình lần tới.